Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương, trong năm 2015, các trung tâm đã tổ chức hơn 1.400 chương trình xúc tiến thương mại, tăng hơn 17% so với năm 2014, với tổng kinh phí là 174 tỷ đồng. Ngoài những nội dung xúc tiến thương mại truyền thống, một số trung tâm đã triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả và thiết thực, tổ chức các nhà nhập khẩu đến mua hàng, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại về tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm cho nông dân, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp các địa phương, v.v. Một trong những khu vực triển khai tốt nhiệm vụ xúc tiến thương mại phải nói đến các tỉnh khu vực phía Bắc. Với 28 tỉnh thành, trung tâm xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc cùng các hiệp hội ngành hàng liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại sâu rộng cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh của từng tỉnh. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa. Cái trung tâm xúc tiến thương mại ở các địa phương là một cái đầu mối để mà truyền tải thông tin và cái thông tin xúc tiến thương mại cũng như thông tin thị trường ở chuyên ngành nông nghiệp đối với các cái doanh nghiệp ở địa phương, và từ đó thì các trung tâm xúc tiến thương mại ở các địa phương sẽ tư vấn, sẽ định hướng về cái mặt sản xuất nông sản khi mà theo cái nhu cầu của thị trường. Đặc biệt trong năm 2015, các trung tâm xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc đã thực hiện 523 chương trình xúc tiến thương mại với các hình thức tổ chức tham gia hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước, triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, mở nhiều khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, khảo sát nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài. Tại hội nghị xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc vừa được tổ chức mới đây tại tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tuyên Quang cho biết, năm 2015, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tập trung nhiều vào việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh xây dựng thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Và chúng tôi được sự tích cực giúp đỡ rất là nhiệt tình của Cục Xúc tiến Thương mại trong các cái việc mà tư vấn rồi hướng dẫn để mà làm sao là thực hiện được các cái dự án nhanh và đúng theo các cái yêu cầu. Năm 2015 thì Cục cũng đã hỗ trợ cho trung tâm được tổ chức được 4 cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh. Năm 2016 thì Cục cũng đã hỗ trợ cho trung tâm tổ chức một cái hội chợ khu vực phía Bắc tại Tuyên Quang. Phát huy hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại, năm 2016, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và thực hiện kết nối doanh nghiệp địa phương với các nhà đầu tư, các nhà nhập khẩu nước ngoài, tìm thị trường xuất khẩu bền vững cho một số sản phẩm nông sản các tỉnh, thành phố. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư các tỉnh, thành phố bám sát mục tiêu, nội dung được phê duyệt để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại. Đối với chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đề nghị các trung tâm định hướng chương trình của tỉnh, xây dựng đề án của đơn vị gửi tới Ban Quản lý chương trình đúng thời hạn. Trong năm nay, thì cái trọng tâm của chúng ta thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại là hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển xuất khẩu và khai thác kịp thời và có hiệu quả tại các thị trường mà chúng ta đã và dự kiến sẽ ký kết các hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và làm sao tăng cường được cái kết nối giữa các vùng miền để phát huy được thế mạnh đặc thù của mỗi vùng miền, mỗi khu vực trong hoạt động xúc tiến thương mại. Với những kết quả và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, liên kết xúc tiến thương mại, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của địa phương, chắc chắn rằng việc triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, sẵn sàng đón nhận các cơ hội và chủ động vượt qua thách thức mà các hiệp định thương mại tự do mang lại.